Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn viên Đền Cả, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà có một vườn cây cổ thụ mà tuổi cây ít cũng phải vài 300 năm, nhiều lên tới cả nghìn năm. Có những thân cây phải từ 3 đến 4 người ôm mới xuể. Trải qua bao thăng trầm biến động của lịch sử, nhưng điều may mắn là quần thể cây cổ thụ ở Đền Cả vẫn giữ được sự nguyên vẹn, trở thành niềm tự hào của người dân trong xã, trong vùng. Đền Cả, ngôi đền ở thôn Phú Ích, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp cổ kính với những giá trị lịch sử, văn hóa trầm tích bên trong, mà còn hội tụ một quần thể cây cổ thụ tuổi đời hàng trăm năm. Trong số đó, có 6 cây được xác định tuổi đời gần 1.000 năm. Theo một tôi dự đoán là cũng phải có là trước di tích, cho nên chủ cộng đồng mình lập lên cái bàn thờ cứ có đất cao mà có cây cổ rồi, cho nên là phải nói là hàng nghìn năm rồi. Tôi thì ra đây năm nay là năm thứ 13, mà khi ra đây thì cây cổ thì nó vẫn là xanh tươi tốt nữa. Như thế là một năm nên thế là có thể thấy 3 lần lọc, một lần là mùa đông mình đi thay rồi đó, rồi đến mùa xuân, rồi mùa hè thay lần nữa, là 3 lần thay lọc này. Trong số 6 cây cổ thụ này, nổi trội là 2 cây trò. Một cây được gọi là trò trứng, vững chãi đứng sát cạnh ngôi đền. Cây còn lại được gọi là trò nâu, nằm giữa quần thể các loại cây khác ở phía sau. Cây trò trứng cao trên 40 mét, thân to 3 đến 4 người ôm mới xuể. Còn cây trò nâu thậm chí còn lớn hơn cả cây trò trứng. Mặc dù thân cây già cỗi, sần sùi, nhưng các tán lá luôn sum xuê, xanh tốt, tôn thêm vẻ thâm nghiêm cho ngôi đền. Mỗi lần như vậy đến gần Tết, rồi ra Tết đầu năm thì tất cả là bà con đều tập trung về đây để hưởng cái lộc của đầu năm. Mọi hoạt động, mọi suy nghĩ của con người đều gắn liền với những cái di tích ở đây, kể cả cây cối và những cái vật thể ở đây, là phải nói là rất chí là truyền thống. Cái cây lưu niên này công nhận rằng là phải hiểu rõ. Toàn dân thì mùa hè thì ra, tập trung ra là nghỉ mát nhiều, cũng vừa là ra nghỉ mát, cũng vừa chăm sóc rồi thì là lo lắng, thú dọn, quét dọn. Ngoài 2 cây trò cổ thụ thì trong khuôn viên Đền Cả còn có nhiều loại cây quý hiếm khác như sưa đỏ, lim, dồi, trám. Cây ít cũng vài trăm năm tuổi, cây nhiều lên tới cả nghìn năm. Trải qua nhiều thăng trầm biến động của lịch sử, nhưng điều may mắn là quần thể cây cổ thụ ở Đền Cả vẫn giữ được sự nguyên vẹn, thậm chí còn được bổ sung trồng mới theo thời gian. Hàng năm thì cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là giao cho các tổ chức đoàn thể, rồi và đặc biệt nhất là ở tại thôn Phú Ích này là nói riêng và xã Ích Hậu nói chung thì chúng tôi luôn gìn giữ và tôn tạo trong các cái cây mới có thể là ở bên ngoài cái khuôn viên này, và để bảo vệ một cái số cái cây ở giới hạn ở trong cái khuôn viên. Rồi đặc biệt nhất là thôn xóm, rồi ngành an ninh trong cái thời gian vừa qua là chúng tôi đã gắn kết làm các cái camera an ninh trực tuyến của ở tại quản lý ở tại cấp xã là thường xuyên ở tại cái khuôn viên này. Đền Cả hiện đã được tôn tạo khang trang, người dân địa phương và con em xa quê luôn hướng về Đền Cả không chỉ bởi những giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh mà còn tự hào bởi vườn cây cổ thụ hiếm có tạo nên sự độc đáo của miền quê Ích Hậu.